anh mơ thấy có tiếng chó sủa mà nghe như tiếng chó sói tru. Này, tôi hỏi anh nhá, có phải là bây giờ anh đi uống rượu nhiều lắm rồi bây giờ anh bị ảo tưởng không, ảo giác không? Tôi hỏi anh, cái việc quanh đây chưa có một nhà nào nuôi chó mà anh lại nghe thấy tiếng chó sủa. Tôi hỏi thật anh, hôm qua anh đi uống rượu với bạn, anh có dùng chất kích thích gì không? Ê, không, anh sao lại dùng chất kích thích gì được? Anh chỉ uống một tí rượu. Một tí là bao nhiêu? Một tí. Bao nhiêu? Hai ba chai. Ôi trời ơi, tôi đến chịu anh đấy, người ta uống bia, người ta uống 2-3 chai còn được. Anh uống rượu, anh uống 2-3 chai như thế là anh có phải là con người không? À đúng rồi, anh yêu. Tiền hôm qua em đưa cho anh nộp tiền ngân hàng, anh đã nộp chưa? Tiền hôm qua vừa... thế vợ đưa anh tiền nộp ngân hàng à? Anh nói thật hay anh nói đùa đấy? Hôm qua tôi đưa cho anh tận 10 triệu đấy. 10 triệu? Ôi, 10 triệu, ông sao đâu nhỉ? Đợi anh. À phí, à đây đây. Đấy, anh để trong... Ôi, tôi chết rồi. Vợ ơi, tình hình là hơi đang ăn chín một chút rồi, vợ thông cảm. Anh chỉ cho anh một tí thời gian nhớ lại thôi. Để đâu nhỉ? Để đâu nhỉ? Tiền đâu? Đâu nhỉ? Anh yêu này. Tiền tôi kiếm ra nhá, tôi rất vất vả mới kiếm ra được ngần đấy tiền để đưa anh đi nộp ngân hàng. Thế mà anh đã không giúp được gì vợ con rồi, anh còn suốt ngày đi rượu chè. Tóm lại nhá, tôi không thể chấp nhận anh nữa rồi. Tôi không thể chịu nổi anh nữa rồi. Tôi sẽ ly dị. Tôi sẽ ly dị. Thôi vợ ơi, xin vợ ơi đừng ly dị anh. Đúng rồi, anh nhớ ra chỗ để tiền ở đâu rồi. Vợ cho anh một tí thời gian thôi. Anh đi tìm cho anh về nói vợ ngay nhá. Nhá vợ nhá. Anh xin lỗi vợ. Ôi trời ơi, chồng ấy là con suốt ngày thì rượu. Đời thủa có ai không, có nhà mà không được vào. Cày quá à. Ôi, tài. Hay quá nhở, anh đang định sang nhà chú. Anh qua nhà em làm gì? Em cứ được vào nhà đâu mà anh qua nhà em. Ô, sao lại không được vào nhà? Vợ em đuổi đi rồi, chứ còn làm sao. Thế anh không được vào nhà à? Uống rượu không say máy ai thèm uống làm gì, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Đến đây em yêu 1, 2, 3 yêu thật đều, này bạn ơi xin chúc tình thân ái ta bền lâu. Uống rượu không say các anh đừng uống làm chi, uống mà không say đến bao giờ mới cạn ly. Chuyện nó là như thế đấy. Mà em cam đoan với anh nhá, điện thoại em thì em không có, em không thể gọi được. Là chắc chắn rồi, vợ em chỉ có ở trong nhà thôi. Mà em gọi bao nhiêu kiểu, bao nhiêu cách rồi vợ em cũng không ra. Chứ thế có phải là vợ em không muốn cho em vào nhà không? Khổ nhỉ. Thế anh cũng không được vào nhà à? Vợ anh cũng cầm hung khí đuổi anh à? Hâm à? Hung khí đuổi cậu linh ta anh tinh vớ vẩn. Linh tinh gì? Thế anh không biết là ở cái khu nhà mình cũng có cái bà Trang vợ ông Nghĩa ấy. Bà ấy cầm cả dao đuổi đánh chồng ở quanh cái khu này đấy. Chỉ vì tội chồng ngoại tình thôi. Ôi sao có cả chuyện đấy nhỉ? Chứ tôi không biết đâu. Anh thì biết cái gì? Anh chỉ biết rượu chè suốt ngày, biết cái gì đâu. Ông cứ làm như tôi uống một mình không bằng ấy. Hôm qua chả ông rủ tôi đi uống đấy thôi. À đấy, lại nhắc đến chuyện uống rượu. Hôm mày nhớ hôm qua là anh cái lúc mà anh em uống ấy, say quá rồi anh em mình tiêu tiền ấy, anh mang ví tiền không hiểu tiền đâu rồi ấy. Mày biết là tiêu được gì? Hôm qua lúc anh em mình say, anh em mình đi karaoke. Em thấy anh rút tiền cứ bo lia lịa cho tiếp viên ấy. Thế là em hỏi anh là tiền ở đâu đấy mà hôm nay sống xanh thế. Em thấy anh cứ cười cười không nói gì. Em lại tưởng anh trúng số. Còn vợ nó đưa cho 10 triệu để đóng tiền ngân hàng. Ôi làm như nào bây giờ tài? Ví dụ anh cái làm em có cách. Cái gì? Anh nhìn thấy được chưa?
Ờ, hay quá nhỉ. Được, được, hợp lý, hợp lý. Bây giờ đi, để anh chuẩn bị đã nhá. Chuẩn bị cho anh em mình đi. Đi. Phải về chuẩn bị đã. Đi. Đến rồi à? Nhanh nhanh vào, vào, vào đây nhanh nhanh. À, anh chào. Ông làm gì mà vội thế hả? Ờ thì đồ quý thì phải vội chứ. Đây 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 đây, bình cổ đây. Này, anh nói thật với Trọng nhá, không phải tài thuyết phục anh, còn lâu anh mới đem cho người khác xem đấy. Mời anh ơi. Đẹp quá anh ạ. Anh ơi, thế anh có biết niên đại của cái bình này là năm bao nhiêu không ạ? À, năm cụ thể thì anh cũng không nhớ rõ lắm. Nhưng mà anh nghe bố anh bảo từ hồi của anh còn sống ấy, là ông ý cho gửi gắm lại cho anh, bảo anh giữ gìn lại cái bình này. Cái bình này là từ cái hồi mà cụ kỵ ông bà tổ tiên nhà anh. Nói chung là từ cái thời mà xa lắc xa lơ mà Đại Bác bắn 9 ngày không tới ấy. Ờ, xa lắm, còn lâu lắm rồi đấy. Đấy, nhìn cái bình này, anh lại nhớ bố anh. Ngày xưa bố anh đi đâu cũng mang nó kè kè theo bên cạnh như một người bạn tri kỷ. Nhắc nhìn đến nó anh lại nhớ bố anh. Anh Tú ơi. Bố. Anh Tú. Ờ anh ơi. Động một tí lại khóc rồi đấy. Anh ơi, thế bố. cái bình này mà quý như thế thì liệu... Anh nói thật với Trọng là cái đồ vật này nó rất là giá trị đối với bố anh. Còn anh ấy, anh thì anh chả hiểu gì về nó cả. Cho nên anh muốn mang đến, anh gửi gắm nó cho một người mà cảm thấy yêu thương nó hết mực và hiểu được cái giá trị của nó, giống như bố anh đã từng. Thì đấy, nhìn chú âu yếm đồ vật, anh đã thấy chú là một người rất phù hợp đây, rồi. Anh nhìn nè, tất cả những món đồ cổ giá trị nhất bạn em được sưu tập hết anh ạ. Em nhìn món đồ cổ này của anh mà em thấy ưng quá. Ừ. Anh ơi, thì em cũng hỏi luôn nhé, thì giá cái bình này bao nhiêu ạ? Chú chào đây. Anh nói chú nhỉ, chú không phải lăng tăng cái gì cả. Anh nói thật chú, anh khi anh đã mang cái món đồ đến đây, là anh muốn gửi gắm nó đến một người hiểu được giá trị đích thực của nó, yêu thương nó hết mình. Thế thôi, còn anh nói thật, nó vô giá. Không có một mức giá nào có thể trả nổi cho món đồ gì cả. Anh ơi, em hiểu không? Cho nên là tiền đối với anh không quan trọng. Em hiểu anh chưa? Vâng, vâng, anh ơi, nhưng mà vô giá nhưng mà vẫn phải có giá cho anh cứ... Em đừng có nói giá cả đây với anh nhá. Anh nói không quan trọng, còn nếu anh đây anh mang đến anh... biếu tặng em thôi nhá, anh cảm thấy em yêu thương nó anh tặng em thôi. Còn em giá cả thôi em... anh Tú ơi, thôi giá cả thì không quan trọng đúng, nhưng mà chí ít thì cũng phải có một ít tiền, một khoản tiền đúng không anh? Theo như em được biết là các cái đồ cổ ở bên ngoài thì người ta hay bán với giá tầm 100 triệu, nhưng mà thôi anh nói thế rồi thì chỗ anh em đây, bạn Trọng cũng là bạn em, cũng là một nhà đam mê sưu tầm đồ cổ, thì thôi 20 triệu, 20 triệu được không anh? Anh đã bảo rồi, tiền nong với anh không quan trọng mà lại... Thế 20 triệu anh nhá. Ờ thế được rồi, thế thì chốt 20 anh nhá. Thế để em lên nhà em lấy tiền. Diễn sâu thế. Diễn nó vừa thế. Thế không thấy mình bọn... đẹp quá anh nhở. 20 triệu. Đẹp, đẹp, đẹp quá anh ạ. Đấy, anh thấy kế hoạch của em có hoàn hảo không? Được, hay, nhưng mà lỡ nó phát hiện ra thì sao? Anh yên tâm đi, không phát hiện được đâu. Thằng này ấy là cái thằng nhà giàu mới nổi. Cái gì nhở, gọi là cái như nào nhở? Thùng rỗng mà nó kêu to ấy. Không biết gì rồi mà tỏ ra là mình biết, anh hiểu chưa? Tiền kiếm dễ thế đi. Kế hoạch của em nó phải hoàn hảo thế chứ nhỉ. Thế bây giờ anh phải đền bù xứng đáng chứ còn gì nữa. Hay rồi anh em ra làm chầu bia nhá. Đi. Mà từ từ. Để anh về anh đưa tiền cho vợ anh đã. Không lại ra uống bia lại mất. Ôi chết. Thôi. Anh em mình lần này nhá, mọi khi là ngập sâu rồi. Hôm mai anh em vui vẻ một hai cốc thôi. Không. Cái này nhá, chú thôi cầm tạm 5 lít đi nhá. Ăn trưa, chiều anh gọi sau uống cà phê nhá. Anh là chầu bia quên nhá. Nhớ đấy nhá. Thế lại thiếu bạn đi uống bia một mình này. Nhỏ volume xuống cho em. Giảm cái gì mà giảm, xảy ra chuyện lớn rồi. Chuyện gì? Ôi giời, ông Tài và ông Tú bị công an bắt rồi. Hình như là vì cái tội gì mà lừa đảo tài sản ý. Tôi chết rồi, thì sao lại lừa đảo tài sản? Ôi giời, thì đấy chị cũng có biết đâu. Bây giờ tốt nhất là chị em mình lên cơ quan công an xem tình hình thế nào, chứ không ở đây cũng không giải quyết được vấn đề gì. Thôi được rồi, chờ em một tí. Nhanh. Bà ơi, trông cho con cái đồ nhá. Đi. Ôi.
Anh chào em ạ. Chào các em. Anh ơi, hôm nay em cả bạn này đến đây để nhờ anh tư vấn là gia đình em có hai ông chồng thì làm việc tốt không làm, đi làm việc xấu, lại đi lừa đảo 20 triệu của người khác. Nhưng mà may là do lần đầu nên là bên gia đình chúng em có khắc phục và đền bù thiệt hại cho người bị hại. Có nghĩa là như này ạ, chồng của hai bọn em thì một người là bị hưởng án tù treo, vâng. Còn một người thì là cải tạo không giam giữ đấy. Nhưng mà đấy thì bọn em cũng đang rất là thắc mắc, không hiểu hai cái hình phạt đấy thì nó có khác gì nhau và giống nhau ở điểm nào ấy. Nên là hôm nay em phải nhờ anh tư vấn giúp bọn em để bọn em hiểu rõ hơn về giải thích cho chồng nữa. Vâng, có gì thì anh tư vấn cho bọn em đấy ạ. Hai người chồng của hai em đúng không? Vâng. Đều mắc cái tội là tội lừa đảo. Chiếm đoạt tài sản của người khác và giá trị là 20 triệu. Và hiện nay thì đã có bản án của tòa án rồi. Thế thì hai em băn khoăn là không hiểu là giữ án treo và cải tạo không giam giữ nó giống và khác nhau thế nào. Để các em về để có thể là hiểu và giải thích cho chồng đúng không? Thì đầu tiên anh cũng giải thích là án treo ấy và cải tạo không giam giữ ấy thì có cái sự giống nhau. Đó là đều không cách ly những cái người mà đã bị kết án như hai chồng em ra khỏi đời sống xã hội, có nghĩa là phải đi chấp hành hình phạt tù và phải vào trại giam, mà trong trường hợp này là giao lại cho chính quyền địa phương, gia đình để giám sát cũng như là giáo dục. Thì đây là cái điểm giống nhau, có nghĩa là khi mà chồng các em bị kết án treo và cải tạo không giam giữ thì sẽ không bị đi thi hành án. Tuy nhiên ấy, thì giữa án treo và cải tạo không giam giữ nó có một số các cái điểm khác nhau. Thì anh phân tích ở đây và hy vọng là hai em sẽ hiểu và sẽ giúp đỡ chồng của mình không tiếp tục tái phạm thì nó sẽ nguy hiểm. Thứ nhất đó là án treo là cái biện pháp gọi là miễn chấp hành phạt tù có điều kiện. Thế còn lại thì cải tạo không giam giữ thì nhằm là tạo điều kiện cho người bị phạt cải tạo không giam giữ được lao động, học tập tại cộng đồng và chứng tỏ cái sự hối cải, hoàn lương của mình trong xã hội. Cái điều kiện để áp dụng phạt là án treo ấy, đó là khi mà bị xử phạt tù là không quá 3 năm và tòa sẽ căn cứ vào cái nhân thân của cái người phạm tội và các cái tình tiết giảm nhẹ. Và nếu mà xét tới không cần phải chấp hành hình phạt tù thì tòa cho hưởng án treo và cái thời gian ấn định cái thời gian thử thách là từ 1 đến 5 năm và thực hiện các cái nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của luật thi hành án hình sự. Thế còn về cải tạo không giam giữ ấy, thì áp dụng trong thời hạn từ 6 tháng đến 3 năm đối với người mà phạm tội ít nghiêm trọng hoặc là người phạm tội nghiêm trọng mà đang có nơi làm việc ổn định. Và nếu xét thấy là không cần thiết cách ly khỏi xã hội thì trong trường hợp này là do là chồng các em thì đã có thể là nhiều tình tiết giảm nhẹ, ví dụ như là phạm tội lần đầu và gia đình đã khắc phục thì tòa án người ta áp dụng cho hai cái mức là án treo và cải tạo không giam giữ. Thì đối với án treo thì cái vai trò của gia đình rất là quan trọng để làm sao mà trong thời gian thử thách thì người bị án treo không tiếp tục tái phạm nhá, không hoặc là phạm những cái tội mới. Còn nếu mà phạm tội mới thì sẽ rất là ảnh hưởng. Đối với cái hình thức cải tạo không giam giữ thì cơ quan tổ chức nơi người đó làm việc hoặc ủy ban nhân dân xã nơi người đó cư trú để giám sát giáo dục và gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp để giáo dục và cải tạo người đó. Thì đây là hai cái sự khác nhau giữa cái cải tạo không giam giữ và án treo. Thì cái quan trọng nhất là đối với gia đình các em ấy là chồng các em là may mắn là không bị cách ly ra khỏi xã hội và vẫn có điều kiện để làm lại cuộc sống. Thì chỉ mong là hai bạn đó cải tạo tốt và không phạm tội mới trong cái thời gian thử thách. Những gì anh tư vấn thì bọn em cũng hiểu rồi. Thì bây giờ bọn em về, bọn em sẽ khuyên nhủ chồng của bọn em là sẽ cố gắng cải tạo tốt. Em cảm ơn anh ạ. Vâng ạ. Em chào anh ạ. Em chào anh ạ.